Mùi y tè mò bà con nên nuôi cái con tắc kè này và để sau này mình bán rất dễ. Sau khi chúng ta đã thiết kế xong chuồng trại thì bà con mùi y tè mò để sau 6 tháng bà con có thể có thu hoạch được lứa tắc kè đầu tiên. Về con giống đầu tư thì mùi y tè mò đầu tư khoảng 100 con tắc kè bố mẹ để thì với cái giá tiền đầu tư khoảng gần 10 triệu đồng. Mùi y tè mò thêm cái chi phí làm chuồng là khoảng 200.000 trên một mét vuông chuồng thì sau 6 tháng nuôi bà con thu được khoảng 200 mùi y tè mò tính trung bình khoảng gần 200 con tắc kè thương phẩm và với giá bán bên ngoài thị trường là từ dao động từ 100 cho tới 150.000 mùi y tè mò và các tháng tiếp theo là đã có tắc kè thương phẩm cuối đầu rồi ạ. Vâng, khi đến 6 tháng thì chúng ta đã có tiếp tục một cái lứa tắc kè cuối đầu đúng không ạ? Để chúng tiếp tục sinh sản và bà con tự có thể nhân giống được đúng không ạ? Bà con tự có thể nhân giống được tiếp tục để tiếp tục cho sinh sản và cứ duy trì như thế đúng không ạ? Chúng cứ sinh sản hàng tháng là tháng nào chúng cũng sinh sản và cái tắc kè thương phẩm sau khi là nó từ nở từ trứng ra là bà con hàng tháng cái con thương phẩm đó xuất bán và còn nếu mà muốn để làm giống thêm thì bà con có thể lấy cái con tắc kè thương phẩm đó và nuôi thêm một thời gian nữa là chúng tiếp tục lại để chúng ta lại có được thêm nhiều các con tắc kè thương phẩm để bán. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị và bà con, trong chương trình kỳ này quý vị và bà con đã được tham quan những mô hình chúng tôi rất mong rằng là những kinh nghiệm, những kiến thức của bà con nông dân trong chương trình kỳ này về nuôi con tắc kè sẽ giúp cho bà con có những hướng đi mới trong việc sản xuất hiện nay của bà con. Nếu bà con muốn thông tin thêm về kỹ thuật, Thanh Xuân để có thể được chị Thanh Xuân tư vấn thêm về kỹ thuật nuôi hai đến một nuôi mới này. Chương trình kỳ này xin dừng lại ở đây và chúng tôi xin chúc bà con thành công và Muy demo. Muy demo. Đây là những thùng giấy thương phẩm đang được chị Thanh Xuân chuẩn bị giao cho bạn hàng. Theo chị thì mặt hàng này có thể để đông lạnh và đây là một phương pháp có thể giúp cho bà con lưu giữ giấy thương phẩm khi chờ những chủ hàng như chị đến thu mua. Bắt đầu vất vả và mất công học hỏi nhiều lắm, nhưng cho đến nay chị đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ nghề mới này. Công việc hàng ngày của chị chăm sóc khu trang trại của gia đình, chị còn đi nhiều nơi để chuyển giao những kinh nghiệm của mình cho bà con nông dân khi bà con có nhu cầu, vừa để giúp cho bà con nâng cao đời sống, nhưng đồng thời đây cũng chính là những vệ tinh giúp chị ổn định nguồn hàng. Theo chị, hiện nay mặc dù đã có rất nhiều vệ tinh như vậy nhưng vẫn không đủ nguồn cung cho thị trường. Bà con cần nuôi thâm canh dưới mẻ ở trên cái thùng lớn hơn, nuôi tắc kè theo hướng sinh sản thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhiều lần. Mùi y tè mò. Thưa bà con, quý vị và bà con vừa được đi thăm khu trang trại côn trùng của gia đình nhà chị ở Thanh Xuân. Ngoài khu nuôi ở Thanh Xuân, trên các hai khu nhà chị đây thì chỉ khoảng hơn 20 m² thôi. Thế nhưng mà gia đình chị cũng đã nuôi được con tắc kè và con dế. Xin mời bà con cùng đến với những kinh nghiệm. Mùi y tè mò. Xin chào chị Thanh Xuân. Trong thời gian gần đây thì bà con đang nuôi dế rất là nhiều. Chúng tôi biết rằng là đây là cái phương pháp mới của gia đình chị, đó là nuôi dế bằng thùng gỗ đúng không ạ? Thế thì chị có thể cho biết là nuôi dế theo phương pháp này thì chúng tôi thấy rằng là gia đình chị nuôi cái thùng nó to cho cái cả những cái mô hình của các bác, chị đã chỉ đạo kỹ thuật cho các bác nuôi vâng. Thế thì nuôi thùng to này thì nó có lợi ích gì hơn so với cả những thùng bé? Thưa bà con, trước đây trang trại chúng tôi cũng đã áp dụng nhiều phương pháp nuôi chúng tôi áp dụng nuôi con dế bằng thùng gỗ với kích cỡ có loại là 1m2 nhân với 60 loại là 1m2 nhân với 1m2. Vâng, cái gỗ này là gỗ thiện và chi phí hết bao tiền? Cái thùng này được lắp ghép bằng cái tấm gỗ dán, mỗi dùng 4 tấm gỗ
với kích cỡ là 1m2 và một cái tấm phía dưới đáy và một cái tấm bên trên để làm nắp. Mỗi tấm một chỉ làm bằng cái tấm rất là mỏng thôi, và chi phí cho một cái thùng gỗ này thì cũng khoảng từ 300 đến 320 nghìn. Khi chúng ta mỗi tấm một được cái lượng dưới lớn và thoáng, rất tốt về mùa hè. Còn về mùa đông thì cái thùng gỗ này nó cũng giữ nhiệt rất tốt và chúng ta mỗi tấm một dễ qua mùa đông. Vâng, thế thì một cái thùng này thì bà con có thể đưa được bao nhiêu thành phẩm? Đối với cái thùng mà có kích cỡ khoảng 1m2 đến 60 thì bà con nuôi được khoảng đối với dế con mới nở từ 1 ngày đến 10 ngày tuổi thì bà con nuôi được khoảng 20 cân, và đối với dế thịt thì bà con nuôi được khoảng 5 cân. Quá trình nuôi dế con này thì chị đã cho ăn sinh sản ra sao? Đây là thùng dế đang đến thời kỳ sinh sản. Thì khi về cái phương pháp cho ăn thì ta chỉ cần thái rau bắp cải, thái thì như là thái rau để mình xào ấy, mà thái dài nhỏ thôi, để mình rắc đều lên chắc trên các đám lá này, rắc đều. Lưu ý bà con xin lưu ý là chúng ta nên phải rắc đều thì con dế nào cũng tìm được thức ăn, cho nên là chúng cái thức ăn đó thì chúng nó phát triển rất tốt và con dế cũng rất đều như đã nói ở phần trước. Còn về cám thì bà con nếu mà dế đã lớn rồi thì bà con nên để cám xuống vào trong đĩa hoặc là để vào các miếng thìa như tôi đã để đây, và để nhiều chỗ để làm sao mà dế chúng không phải đi xa để tìm cái nguồn thức ăn, bởi vì đây là cái thùng dế đẻ thì tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ăn, để cho chúng được nhiều. Khi chúng ta cho các cái đĩa trứng này, các đĩa cát ẩm này vào trong thùng dế đẻ thì sau 2 ngày là chúng ta lấy cái trứng ra và cho vào các thùng xốp để ẩm. Thì chúng ta sẽ nuôi trong một thời gian là khoảng từ 1 đến 10 ngày ở trong thùng xốp đó. Và sau đó chúng ta chuyển dế 10 ngày đó sang cái thùng dế to này, sang cái thùng to này để nuôi thương phẩm. Là người đã chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho bà con trong việc bao tiêu sản phẩm về con dế cũng như con tắc kè, thì chị thấy hiện giờ là cái nhu cầu mà những con dế ở trên thị trường thì chị phải xuất đi những địa chỉ nào? Cái hàng thương phẩm của con dế này thì ở trên thị trường thứ nhất là ưu tiên cho các nhà hàng, quán nhậu, nuôi chim cảnh, cá cảnh và chăn nuôi tất cả các cái con vật khác chúng cần đến dùng đến mồi là con dế. Với một cái hộ nông dân nên được ở mức độ như thế nào thì có thể hỗ trợ được cái phần bao nhiêu sản phẩm bà con? Đối với bà con nông dân thì cái mức độ đầu tư về, thứ nhất là về dụng cụ nuôi nó mất khoảng từ vài trăm nghìn để đầu tư về dụng cụ nuôi. Còn đối với thì bà con có thể đầu tư khoảng tầm từ vài 3 triệu là chúng tôi đã hỗ trợ để thu mua được sản phẩm đầu ra cho bà con rồi ạ. Thì theo khả năng và diện tích của tùy từng hộ gia đình, bà con có thể chọn phương pháp nuôi bằng thùng miếng cát tông hoặc là thùng gỗ với điều kiện gia đình. Vâng, cảm ơn chị. Thưa bà con vừa được nghe những kinh nghiệm nuôi dế là phương pháp mới là nuôi trong thùng gỗ của nuôi tạm bợ. Thưa bà con, và ngay khu bên cạnh nuôi dế mẹ này thì ngay cạnh đây là nuôi tạm bợ. Nó chiều dài chỉ khoảng độ 5m thôi, khoảng 5m với chiều ngang khoảng 1m, và cũng là bằng những vật liệu rất đơn giản như là gỗ này và những nuôi tạm bợ. Thì với cái thị chuồng như này có thể nuôi khoảng độ 300 con tắc kè trong này. Và bây giờ xin mời quý vị và bà con cùng tham quan khu nuôi chuồng nuôi tắc kè của gia đình chị. Kinh nghiệm khi nuôi tắc kè từ gia đình chị Lê Xuân. Xin mời chị. Khi bắt đầu khởi nghiệp từ những con dế mèn, chị Thanh Xuân là người đầu tiên tìm ra phương pháp dùng dế mèn làm thức ăn để nuôi tắc kè. Nhờ phương pháp này, chị đã nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất của mình và đã truyền đạt kinh nghiệm này cho rất nhiều bà con, và hầu hết bà con nuôi thành công. Ngoài ra, chị còn thành công khi cho tắc kè sinh sản trong điều kiện nhân tạo. Điều đó, theo chị sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bà con, sẽ chủ động được nguồn giống
nếu như bà con muốn nuôi với quy mô lớn. Xin mời bà con cùng đến với những kinh nghiệm của chị về vấn đề này. Thưa bà con vừa được tham quan mô hình nuôi tắc kè của gia đình chị Thanh Xuân. Và đây chính là cái chuồng nuôi tắc kè mà bà con vừa được tham quan. Thưa chị Xuân, nuôi tắc kè quy mô gia đình như thế này thì chị thấy rằng là khi điều kiện nuôi và kỹ thuật nuôi nó có khó lắm. Đối với nuôi tắc kè bằng theo phương pháp làm chuồng trại. Mình khép kín như thế này thì nuôi tắc kè rất là đơn giản và thu hoạch, chúng ta thu hoạch của trứng và sau khi thu hoạch thương phẩm cũng rất là dễ. Thế điều kiện chuồng nuôi như nào? Đối với chuồng nuôi thì bà con nên làm lưới khép kín quê tín tắc kè không thoát ra bên ngoài. Cái mắt lưới đối với con tắc kè thì không, chúng ta không quan trọng, nhưng mà đối với bởi vì chúng ta còn cho con dế và cho tắc kè ăn khoảng 0.3 cm để cho con dế nó khỏi chui ra ngoài. Tiếp theo chúng mình cần phải làm gì ạ? Trong chuồng nuôi thì thứ nhất là tạo cho chúng một cái môi trường giống như ngoài tự nhiên, thì bà con có thể để các cái gốc cây hoặc các cái thân cây loại to và trong chuồng cho chúng trèo lên. Và trong chuồng chúng ta treo đặc biệt là các kẻ thích bóng tối, cho nên chúng bà con nên cho các cái miếng vải rồi các quần áo cũ chúng ta treo trong đấy cho các kẻ chu rúc và đảm bảo cái sinh hoạt của chúng tốt nhất. Các cái máng nước này là bắt buộc bà con phải cho vào để cho các kẻ uống nước. Và đối với chuồng nuôi về của các kẻ sinh sản, chúng ta nên cho các cái hộp gỗ và để cho các kẻ đẻ trứng. Vì cái hộp gỗ này là rất là dễ thu hoạch khi thấy có trứng ở phía trong thì chúng ta sẽ kiểm tra và đưa trứng này sang một cái chuồng tắc kè con, đưa sang cái chuồng riêng để chúng ta vâng, đối với tắc kè thương phẩm thì kinh nghiệm gia đình chị nuôi như nào và sau khoảng bao nhiêu lâu thì chúng đạt cái trọng lượng cần thiết để xuất chuồng? Đối với tắc kè thương phẩm thì bà con nuôi đạt để đạt được cái trọng lượng thương phẩm bán ra bên ngoài thị trường là khoảng từ ngoài 4 đến 5 tháng trở ra. Chúng ta nuôi cái số thời gian đấy càng lâu thì cái giá trị của nó khi bán ra ngoài thị trường càng lớn. Đối với thị trường nhà hàng hoặc là các hiệu thuốc thì cái thị trường của con tắc kè vẫn còn là đang rất khan hiếm và đang cần rất nhiều.